Đúng ba ngày tới, năm con giáp nghe thấu mệnh trời, tới thời giàu sang, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, cuộc sống này đôi khi nó là vô thường. Ngày mai ra sao là cái điều khó lòng mà có thể đoán trước được. Đâu đó những cái tai ương, những cái khổ nạn cũng đang trực chờ ở phía trước để có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người thì chọn mạnh mẽ, cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có không ít người lại muốn trốn tránh và bỏ cuộc. đấy Một số người cho rằng cuộc sống có những cái lúc mà chúng ta cần phải sống bao dung, mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh thản, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ này chính cái tấm lòng chất phát và lương thiện đó đã tạo nên năm con giáp khi cứng rắn trước rông bão khi lại mềm mỏng trước kẻ yếu đuối hơn mình à và cái thời gian trước đây thì mưa rào bão rông đến đâu thì cũng không cần biết nhưng mà đúng ba ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy này được dự báo là thời vận sáng hóa của năm con giáp may mắn sau đây số mệnh cực đỏ ung dung hưởng lục trời ban tiền tỷ đầy tay cực may cực giàu Vậy thì cái vận trình của năm con giáp trong 3 ngày tới sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng thử thông phân tích chi tiết ngay sau đây. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tức là từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch, nó sẽ rơi vào ngày 14 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 dương lịch thì con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới đây ý, đó chính là những người tuổi dần. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi dần sẽ có một cái khoảng thời gian xuân sẻ và giàu thành tích đối với họ. Nếu như các bạn vẫn đang tìm việc thì đây cũng là cái thời cơ để các bạn có cơ hội tìm được một cái công ty một cái đơn vị làm việc phù hợp và sớm thoát khỏi cái cảnh lao đao vì thất nghiệp đó. Điều đáng chú ý là các bạn có thể gặp phải một số cái cạnh tranh, một số cái tranh chấp với người khác tại nơi làm việc. À các bạn nên bỏ qua và không chọn phe nào, chỉ cần giữ thái độ trung lập là các bạn có thể tránh được rất nhiều cái vấn đề nó phát sinh trong cái thời gian này. À, bên cạnh đó, trong thời gian này lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là ấy, cái tài lộc của những người tuổi dần không có gì phải lo lắng, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái thu nhập của mình trong 3 ngày tới đây. Với những người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt đẹp, nên là cũng kéo theo cái thu nhập của những người tuổi dần có những cái điểm sáng nhất định. À, các bạn có thể sẽ được thưởng nóng, tăng thêm cái phụ cấp, tăng lương à, với những cái đóng góp của mình cho công việc trong tập thể thì các bạn cũng thể luôn biết được cái ưu điểm của mình nằm ở đâu để tập trung và phát huy đi tắt đón đầu và dẫn đầu cái xu hướng con đường làm giàu ngày càng mở rộng trước mắt à, những người tuổi này sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền về để tay bên cạnh đó với những người làm ăn kinh doanh thì các mối quan hệ rộng rãi cũng sẽ giúp các bạn tiếp xúc được với nhiều cái cơ hội kiếm tiền đầy triển vọng Nhờ có cái bản tính chính trực, đúng đắn, cộng thêm cái uy tín sẵn có mà các bạn nhanh chóng mở rộng được cái mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm được cái đối tác và được mọi người yên tâm, tin tưởng và hợp tác lâu dài với các bạn. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của các bạn cũng đang dần dần đem lại một cái nguồn thu ổn định. Điều đó còn khiến cho các bạn ngày càng cảm thấy là phấn chấn hơn, lạc quan hơn và tin tưởng vào cái định hướng của bản thân. Nói chung ấy, đây cũng là cái thời điểm nếu mà các bạn tiếp tục cái cơ hội hợp tác ấy, thì bản mệnh nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành. Nói chung ấy sẽ có những cái lợi nhuận tối đa nó đưa tới cho các bạn. À, trong cái thời điểm này, các khí nó vượng. Những ai mà đang có ý định khai trương mở hàng hay là mở rộng cái quy mô đầu tư kinh doanh thì cũng vô cùng là thuận lợi. Trong các mối quan hệ làm ăn hoặc là yêu đương thì cũng có cái sự phát triển tốt đẹp, có cơ hội gặp gỡ được những người khác giới khiến cho các bạn phấn khích Quý vị nên cố gắng tiếp tục để tìm hiểu hai bên để có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình Những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị trong 3 ngày tới thì những người tuổi tỵ được báo là vượng vận quý nhân dễ dàng đạt được những cái điều mà mình mong muốn dưới sự hỗ trợ của của quý nhân. Khi mà những người tuổi tỵ bước vào cái ba ngày ba ngày tới đây, ý, thì quý vị sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân và rất có khả năng đàm phán thành công một vài cái đơn hàng lớn hoặc là cạnh tranh được một vài cái hợp đồng làm ăn ngon nghẻ với đối thủ. À, trong khoảng thời gian này, thì những người tuổi tỵ có vận may tài chính đặc biệt là mạnh mẽ. Chỉ cần chịu khó làm việc, nhất định sẽ nhận được cái phần thưởng hậu hĩnh xứng đáng với mình. À, dự báo phương diện tài chính của những người tuổi tỵ cũng sẽ có xu hướng tăng dần trong cái thời gian này. À, tuy mức độ vẫn chưa thực sự được coi là xuất sắc, nhưng mà cũng giúp cho túi tiền của những người tuổi tỵ khá là dùng rỉnh, tiêu pha cũng không cần phải đong đếm quá nhiều. Cùng với công việc hanh thông thuận lợi, thu nhập của những người tuổi tuổi tỵ hứa hẹn cũng sẽ được khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính và phụ lẫn đều gì đều được tăng mạnh. Thêm nữa, trong thời gian này cũng được Nguyệt Lệnh nó ủng hộ nên các bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định chứ không nên ăn sổi. Đặc biệt, nỗ lực và cái sự chăm chỉ của các bạn tới đâu ấy, thì sẽ mang đến cái lợi nhuận tới đó. Quý vị chớ nên há miệng trở sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. À, đặc biệt, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi tỵ làm ăn kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều cái may mắn nhất định. Đầu tư thì có các khoản ra khoản vào. Có dư để tiết kiệm và xoay vòng cái vốn kinh doanh Các bạn càng sâu sáo và chịu khó tìm hiểu cái thị trường Thì lại càng có lợi ở trong cái giai đoạn này à, Tuy nhiên các bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường Nếu như mà không kiểm soát được cái thói quen mua sắm Hoặc là tiêu xài hoang phí của mình Quý vị hãy nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tiết kiệm Mà bản thân đã đặt ra từ trước đó Dù ở bất kỳ cái thời điểm nào đi chăng nữa à, Bên cạnh đó Nói chung ở trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi tỵ thì thường tập trung cẩn thận trong cái mọi việc và không thích cái sự trì hoãn. Vì vậy, dù ai nói gì về họ đi chăng nữa thì họ vẫn có thể nắm bắt được những cái điều bất ngờ nó có thể mang lại. Thì ngoài ra, các bạn cũng có thể dẫn dắt đội nhóm hoặc là dẫn dắt một nhóm tập thể tiến lên trong công việc, hoàn thành mọi cái dự án một cách là hoàn hảo và nhận được cái khoản tiền thưởng dùng gì xứng đáng. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó chính là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì nó cho thấy là quý vị đây là một cái thời gian rất thích hợp để những người tuổi mùi mưu cầu đại sự, cầu công danh, cầu tài lộc khi mà các tín hiệu tích cực nó đang hướng về phía những người tuổi mùi hình như là trong khoảng thời gian này thì những người tuổi mùi đã gì không ngừng hy sinh nỗ lực cống hiến trong công việc hoặc là gì trong các mối quan hệ và đã thu lại được một cái kết quả rất là khả quan à, thực ra các bạn không cần phải quá lo lắng à, cấp trên hoặc là người bạn thích hợp cũng sẽ gì thực sự nhìn thấy những cái nỗ lực của các bạn chỉ cần các bạn kiên trì và không bỏ cuộc cuối cùng những người tuổi mùi cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng và thời đã tới đúng 3 ngày tới thì cái tài lộc của những người tuổi mùi có những cái biến động mạnh mẽ bền vững và tích lũy được rất là nhiều trong thời gian này dù các bạn làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì vẫn giữ được cái vị trí quan trọng trong cái tập thể và chỉ cần các bạn bỏ công bỏ sức lao động thì sẽ nhận được những thành quả xứng đáng còn với những người làm công ăn lương trong thời gian này có nhiều cái cắt tinh nó chiếu mệnh À, giúp các bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Mà như vậy ấy, thì các bạn chắc chắn sẽ nhận được không ít cái tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng. Cấp trên cũng sẵn sàng tưởng thưởng cho những nhân viên cẩn mẫn và tài năng như những người tuổi mùi. Nếu mà tin tưởng hơn nữa vào bản thân và những cái gì mình đã gặt hái được ấy, thì các bạn cũng có thể mạnh dạn và chủ động đề bạt cái mong muốn tăng lương với cấp trên khả năng được phê duyệt rất là cao, chẳng ai lại không muốn giữ một cái người mang lại nhiều cái giá trị cho cái tập thể và cả công ty như các bạn. À, với những người làm kinh doanh buôn bán, do được nhiều các tinh với chiếu mệnh mà các bạn cũng hóa giải được nhiều cái khó khăn gặp phải trên con đường công danh sự nghiệp, trên con đường làm giàu của mình. Quý nhân cũng luôn xuất hiện những cái lúc mà các bạn cần nhất, cứu khổ cứu nạn, giúp các bạn thoát khỏi những cái bản thua trông thấy. Nói chung ấy, những người tuổi mùi trong 3 ngày tới đây là những người cởi mở, tốt tính nên sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Các bạn không những tìm được những cái đối tác phù hợp, chung chí hướng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch là cái thời điểm mà những người tuổi mùi muốn cầu danh lợi, thi cử hay là giải quyết những tranh chấp kiện tụng ấy thì mọi chuyện sẽ nhẹ tựa lông hồng. À khi các bạn bớt suy nghĩ và vô tư hơn, hãy cứ để mọi chuyện nó thuận theo tự nhiên. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì những người tuổi hợi vẫn đang trên cái đà tăng trưởng ổn định đó. Với rất nhiều cái tín hiệu tích cực nó ủng hộ các bạn tiến về phía trước. À trước hết xin được chúc mừng những người tuổi hợi đã nằm trong danh sách những con giáp may mắn giàu có và đạt được nhiều cái thành công trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, các bạn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ hết mình của quý nhân. Thành tích công việc và cái sự nghiệp ấy nó phát triển ngay lập tức đạt đến một cái tầm cao mới. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì quý vị đã có những cái tín hiệu cát tường, các mối quan hệ làm ăn trở nên hài hòa hơn, hòa hợp hơn. Các bạn cũng may mắn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao. Cái vận may của những người tuổi tuổi hợi trong thời gian này ấy nói chung ấy cũng được gì có những cái tăng trưởng đáng là mừng à, quý vị hãy nhớ rằng những cái khoảnh khắc vui vẻ đến thì quý vị nắm bắt ngay nhưng mà đừng quá tham lam à, bên cạnh đó nói chung ấy trong 3 ngày tới đây thì cũng là một trong những cái thời điểm mà phát tài phát lộc mang lại cái nguồn tiền dồi dào cho những người tuổi hợi à, con giáp này sẽ được quý nhân giúp sức chỉ đường dẫn lối mà tìm được cái hướng đi đúng đắn cho bản thân mình bản mệnh cũng có những cái dự định của riêng mình tự lên kế hoạch phát triển theo cái năng lực của bản thân nay thì lại được người nâng đỡ thì không khác nào là hổ mọc thêm cánh làm gì cũng dễ dàng đạt được cái thành công mỹ mãn tiền bạc thì dồi dào là cái điều không cần phải băn khoăn những người tuổi hợi nếu mà có cơ hội để đầu tư kinh doanh ấy, thì cũng đừng chần chừ nhé à, những cái khó khăn bước đầu không thể tránh khỏi nhưng mà sẽ nhanh chóng có người mách nước giải thoát cho các bạn đó chỉ cần các bạn kiên trì thì chắc chắn sẽ đi được đến cái mục tiêu đã định sẵn nói chung ấy trong cái thời gian 3 ngày tới đúng không từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch thì những người tuổi hợi đếm tiền mỏi tay cũng không hết thu tiền về nhiều không biết bao nhiêu mà kể nhưng mà suy cho cùng ấy ông trời cũng gì chẳng thiếu công bằng đó. làm nhiều thì hưởng nhiều bản mệnh chăm chỉ và làm việc hết sức nên mới có được những cái điều may mắn như hiện tại. À, thưa quý vị, tử thông cũng tin rằng những thành công của những người tuổi Hợi không phải là cái cái chuyện tự nhiên. À, những cái ngày hạnh phúc sẽ dần dần đến với các bạn nhờ cái công sức và nhờ cái sự cố gắng đấy và cộng thêm cái phúc đức của những người tuổi Hợi tạo ra. Những người nào mà có ý định thăng tiến trong công việc, chạy việc hay là làm giấy tờ xin việc ấy hoặc là chạy công chức ấy. Thì trong thời gian này, quý vị hãy cố gắng hết mình, ơn trên sẽ mở đường chỉ lối cho những người tuổi hợi đạt được những cái thành công mỹ mãn. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ tư à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy năm 2024 và trong 3 ngày tới đúng không? từ ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch tức là nó sẽ rơi vào ngày 14 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 dương lịch chúng ta sẽ có bốn con giáp giàu sang phú quý Đấy hai tay hái ra tiền bạc đó là những tuổi sau một là tuổi dần hai tuổi tỵ ba tuổi mùi và bốn là tuổi hợi đây là bốn con giáp tay phải cầm tiền tay trái hái ra bạc những con giáp này dễ có cơ hội giàu sang phú quý đổi đời sau một đêm à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn